Để tiếp nối tranh vẽ trên tường từ hôm nay, Tuấn Thành xin gửi tới quý vị và các bạn một bức tranh vẽ ở trên tường ở một chủ nhà ở khu vực tỉnh Hải Dương. Giờ xin mời các bạn hãy cùng họa sĩ Tuấn Thành quay qua toàn bộ ngoài hiên cũng như là sân đẹp của chủ. Và trước mắt quý vị đây là cô Anh cũng rất thích chơi lan, có một già nan. Đây là cổng chính và bên kia cũng là một cổng nữa và một nhà nữa. Anh có hai ngôi nhà rất là đẹp. Các bạn đang xem tay nhà tay trái đây, lần trước tôi đã đắp một bức tranh, tôi đã quay rồi khoảng mấy năm về trước. Và 1-2 năm nữa anh lại xây tiếp ngôi nhà các bạn đang xem đây. Và bên trong lần trước thì tôi cũng đắp cho anh một bức đồng quê rồi. Và năm 2023 này anh lại vẽ thêm một bức ở bên cạnh nữa. Giờ xin mời các bạn hãy xem sơ qua toàn bộ ngoài trời của nhà anh Hoàn đây. Và các bạn đang xem đây là bức tranh tôi vẽ ở nhà anh Hoàn ở khu vực Tú La, thị trấn Cẩm Giang, Cẩm Giàng, Hải Dương. Tôi vẽ năm 2023. Giờ trước mắt chúng ta đây là một trên là một cái trần mây. Trần mây lại với bức tranh bên cạnh cái trái là tôi vẽ năm 2021. 21 tôi đã vẽ cho anh một bức đắp rồi. Thì hôm nay 2023 này còn bức bên cạnh này một miếng này nữa thì anh bảo tôi vẽ một bức các bạn đang xem này, bức tranh sơn thủy có những cánh buồm và những cây tùng và đàn nọc cũng như là đàn chim hạc, và bên cạnh là một thác nước từ bên phía ngoài chảy vào mang cho chúng chủ nhà một sự may mắn tài lộc, có nghĩa là tài lộc vào như nước, và giữa là một chiếc thuyền từ bên ngoài thuận buồm vào trong mang cho chủ nhà sự may mắn và sự thành công mọi công việc. Còn bên cạnh đây là một cây tùng vững chắc cũng như là đàn hiếu, đàn lộc cũng như là đàn chim hạc, mang cho chúng ta sự cân bằng của bức tranh. Và các bạn cũng đang xem đây là bức tranh tôi vẽ năm 2023. Về giá tranh tường tôi năm 2023 tôi nhận là 900.000 một mét vuông, đắt hơn so với mọi năm trước. Mọi năm trước tôi nhận là 800.000, nhưng từ năm 2023 trở đi là tôi nhận là 900.000 một mét vuông. Về giá tranh tường thì tôi vẫn nhận luôn luôn sáng tác, luôn luôn mang sự độc đáo cho quý vị và các bạn. Nên giá của họa sĩ Tuấn Thành lúc nào cũng có thể là đắt hơn so với các tờ vẽ khác. Và cũng như là sự bền màu của họa sĩ Tuấn Thành, bức tranh ở trong nhà này thì bền thì rất là lâu, nhưng riêng ở ngoài trời thì Tuấn Thành đảm bảo với quý vị và các bạn phải bền đến hơn 20 năm hoặc là lâu hơn nữa. Còn đây trong nhà này thì các bạn cứ yên tâm, bền mãi mãi. Và các bạn đang xem bức tranh này, bức tranh được mang tên rất nhiều ý nghĩa như thuận buồm xuôi gió, rồi là tùng lộc tùng hạc. Và quay sang bên này nữa là bức tranh đắp nổi. Bức tranh này tôi đắp nổi năm 21 gì đấy. Anh cũng nhờ tôi đắp một bức tranh đồng quê. Đây là bức tranh đắp nổi, nhưng đắp xong tôi mời tôi màu như thế này. Giờ tôi sẽ quay gần vào trong để xem sự nổi như thế nào. Và các bạn đang xem đây là tôi quay sát nghiêng bức tranh để cho các bạn xem sự nổi lên của bức tranh. Và tôi sẽ sờ tay vào ở đây xem là đây là hững một cái là hững. Đấy, khoảng lôi lên khoảng hơn 3 phân. Và các cái người ngung này đều đắp nổi hết. Giá về đắp nổi thì giá đắt hơn. Ví dụ đắp nổi mà hoàn thiện như thế này thì là khoảng 2 triệu một mét vuông. Với bức tranh nhà anh Hoàn đây là khoảng gần 4 mét vuông hai bức. Cả bức bên cạnh tôi vừa quay đến là bức vẽ. Giờ tôi lại quay lại cho toàn bộ quang cảnh của nhà anh đây. Đây bức này các bạn, đây là tôi vẽ. Tôi vẽ thêm năm 2023 này, anh ấy bảo mời tôi lại vẽ tiếp một bước này nữa. Và xin mời các bạn hãy cùng ngắm bức tranh. Và thời lượng clip 5 phút của họa sĩ Tuấn Thành đến đây cũng gần kết thúc. Họa sĩ Tuấn Thành xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem. Và đây là tôi đang quay gần hết, tôi lại quay nghiêng lên nghiêng xuống để cho sinh động bức tranh. Các bạn đang xem đây là bức tranh như kiểu đang nhảy múa. Và thời lượng gần 5 phút của tranh vẽ nhà anh Hoàn của họa sĩ Tuấn Thành đến đây đã hết. Tuấn Thành xin chào quý vị và các bạn, và hẹn quý vị và các bạn clip lần sau nhà khác. Xin kính chào.